Xin được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây thì xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá tối ngày hôm nay 11 tháng 10 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Tuyển Futsal Việt Nam thắng đậm Hàn Quốc với siêu phẩm thẳng tiến đến vòng chung kết giải châu Á bằng ngôi nhất bảng. Báo Đông Nam Á xì xào viết về tuyển Việt Nam thua trước tuyển Trung Quốc. Campuchia chơi lớn để hiện thực hóa giấc mơ dự World Cup. Mời các bạn cùng đón nghe. Quý vị và các bạn thân mến, trong thông tin đầu tiên này thì xin gửi đến quý vị và các bạn kết quả trận đấu giữa đội tuyển Futsal Việt Nam và đội tuyển Futsal Hàn Quốc ở vòng loại giải châu Á. Cụ thể là sau 2 trận thắng trước chủ nhà Mông Cổ và Nepal thì đội tuyển Futsal Việt Nam của chúng ta bước vào trận cuối cùng tại vòng loại Futsal châu Á 2024 gặp đội tuyển Futsal Hàn Quốc. Trận đấu này thực tế thì chỉ có ý nghĩa là quyết định suất nhất bảng và Việt Nam được đánh giá là cao hơn so với tuyển Hàn Quốc. Còn nhớ là cách đây hơn 1 năm thì đội tuyển Futsal Việt Nam thậm chí cũng đánh bại đội tuyển Futsal Hàn Quốc với tỷ số là 5-1 tại giải Futsal châu Á. Ở lần tái ngộ này thì tuyển Futsal Việt Nam vẫn tạo ra thế trận là hoàn toàn áp đảo trước Hàn Quốc. Đội tuyển của chúng ta đã dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, trong khi đó thì đối thủ Hàn Quốc đá với đội hình là thấp. Lối chơi kỹ thuật và khả năng tấn công đa dạng của tuyển Việt Nam cũng đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Hàn Quốc. Dù vậy thì đến phút thứ 14, tuyển Việt Nam mới tìm được bàn mở tỷ số. Nhận bóng từ cánh phải thì Dương Ngọc Linh đã tung ra một cú sút một chạm rất căng, đẹp mắt và không cho thủ môn Hàn Quốc có cơ hội được cản phá. Sau khi có bàn mở tỷ số thì đó cũng là lúc mà giúp cho tuyển Việt Nam chơi thêm hưng phấn. Chỉ khoảng 2 phút sau đó thì cách biệt đã được nhân đôi cho tuyển Futsal Việt Nam với khoảnh khắc siêu phẩm. Cụ thể là lợi dụng tình huống chuyền hỏng của cầu thủ đối phương thì Nhan Gia Hưng đã tung ra cú nã đại bác từ giữa sân, bóng găm thẳng vào góc lưới, giúp cho tuyển Việt Nam nhân đôi cách biệt. Bàn gỡ của Hàn Quốc sau đó đến ở đầu hiệp 2 cũng không thể giúp cho đội bóng này tạo ra thế trận tốt hơn so với tuyển Việt Nam. Bởi ngay sau đó thì các học trò của huấn luyện viên Justoji đã liên tiếp ghi thêm những bàn thắng theo cách tấn công đa dạng. Phút thứ 29, Dương Ngọc Linh tiếp tục lại ghi dấu ấn với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho Futsal Việt Nam. Một phút sau, đến lượt Đinh Công Viên đã giúp cho Việt Nam có bàn thắng thứ tư và sau đó là Minh Chí tỏa sáng với bàn thắng đẳng cấp giúp cho Việt Nam dẫn trước Hàn Quốc 5-1. Mãi đến cuối trận thì Hàn Quốc mới có thêm bàn gỡ khi trận đấu đã trở nên an bài. Và chung cuộc thì Việt Nam thắng đậm Hàn Quốc với tỷ số 5-2. Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc là giúp cho tuyển Việt Nam tiến vào vòng chung kết giải Futsal châu Á năm 2024 với suất nhất bảng. Cùng với đó là 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, ghi 16 bàn, thủng lưới 3 bàn. Trong khi đó Hàn Quốc cũng đi tiếp với suất nhì bảng. Các bạn thân mến, đối đầu với tuyển Trung Quốc tại sân khách thì tuyển Việt Nam đã thất thủ với tỷ số 0-2 và đây là trận đấu mà các phương án thay người của huấn luyện viên Philippe Chuozier là chưa phát huy hiệu quả, đặc biệt là trường hợp của Tiến Linh. Anh đã phải nhận thẻ đỏ sau khi vào sân. Sau trận đấu kết thúc thì truyền thông ở Indonesia cũng đưa ra bình luận. Theo trang Okzone của nước này thì tuyển Trung Quốc đã chơi tốt hơn và một chiến thắng cho đội chủ nhà là điều xứng đáng. Cụ thể, trang báo này bình luận: Việt Nam đã phải thừa nhận rằng là tuyển Trung Quốc đã vượt trội hơn rất nhiều sau khi hai đội chạm trán với nhau trong dịp FIBA Days vào tháng 10. Thi đấu tại sân Đại Liên thì đội bóng có biệt danh là những chiến binh sao vàng đã để thua 0-2 trước đội chủ nhà. Việt Nam chỉ cầm hòa được Trung Quốc không đều trong hiệp 1. Tuy nhiên sang hiệp 2 thì tuyển Trung Quốc đã ghi 2 bàn thắng sau các pha lập công của Wang Quy Minh ở phút 56 và Gu Lê ở phút 90+8, Việt Nam thậm chí còn phải nhận một thẻ đỏ của Tiến Linh. Trung Quốc đã tỏ ra chiếm ưu thế trong hiệp 1. Đội tuyển này đã đe dọa khung thành của Văn Lâm, tấn công vào hệ thống phòng ngự của Việt Nam. Tuy nhiên thì họ thiếu độ chính xác ở những pha bóng quyết định. Việt Nam chỉ có thể tung đòn đáp trả hiếm hoi ở phút 38, xong thì cú sút của Văn Toàn đã bị thủ môn của Trung Quốc cản phá. Đội chủ nhà Trung Quốc sau đó thì tiếp tục thể hiện sự áp đảo trong hiệp 2. Sau khi có bàn dẫn trước thì đội bóng này không tấn công dồn dập mà có xu hướng là chơi phòng ngự. Trong khi đó thì Việt Nam gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của Trung Quốc trong hiệp 2. Các bạn thân mến, đặc biệt là tờ báo của Indonesia cũng đã đưa ra hình ảnh ví von khi nói về tình huống Tiến Linh phải nhận thẻ đỏ vì phá bóng thô bạo. Phút 89 thì tuyển Việt Nam đã phải nuốt viên thuốc đắng khi Nguyễn Tiến Linh phạm lỗi thô bạo. Sau khi xem va thì Tiến Linh lập tức đã bị phạt thẻ đỏ. Việc bị mất người càng gây thêm khó khăn cho Việt Nam và kết quả là Trung Quốc tận dụng lợi thế có con số hơn để có bàn thắng thứ hai ở phút 90+8 bởi pha lập công của Gu Lê. Còn trang Makan Bola của Malaysia thì tỏ ra ngạc nhiên là đội tuyển Việt Nam lại để thua Trung Quốc. Họ cho đăng tải bài viết có tiêu đề là Việt Nam bất ngờ thua Trung Quốc.
Cụ thể bài báo viết: mong muốn tạo bất ngờ trước đội chủ nhà Trung Quốc ở trận giao hữu FIBA Days của Việt Nam đã thất bại khi thua 0-2 ở trận đấu diễn ra tại Trung tâm Thể thao Đại Liên. Trung Quốc đã nhập cuộc mạnh mẽ khi bắt đầu các đợt tấn công đe dọa khung thành của Việt Nam do thủ môn Đặng Văn Lâm chấn giữ. Việt Nam có cơ hội vươn lên dẫn trước ở phút thứ 8 nhờ pha phản công nhanh, nhưng nỗ lực từ trong vòng cấm của Phạm Tuấn Hải đã bị hàng thủ của Trung Quốc cản phá. Một tờ báo khác của Indonesia là tờ Bola.net cho rằng thất bại 0-2 trước đội tuyển Trung Quốc sẽ khiến Việt Nam ngày càng mạnh mẽ hơn và tiến bộ hơn. Việt Nam để thua trận đấu ở dịp FIBA Days của tháng 10. Việt Nam đã phải nhận thất bại trước Trung Quốc. Tuy nhiên thì trận thua này đồng nghĩa với việc là Việt Nam sẽ tiến bộ hơn ở những trận tiếp theo khi gặp đội tuyển Uzbekistan và đội tuyển Hàn Quốc. Cây bút August Siwanto của tờ Suara cho rằng so với Indonesia thì Việt Nam đã chọn những đối thủ mạnh trong dịp FIBA Days của tháng 10 và họ không hề nửa vời trong việc thách thức ba ông lớn của châu Á, lần lượt là Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Ở trận đầu tiên gặp Trung Quốc thì Việt Nam để thua 0-2 trước sự vượt trội của đội chủ nhà. Gặp đối thủ mạnh hơn, Việt Nam chắc chắn là sẽ mạnh hơn khi bước vào những giải chính thức. Trong khi đó thì tờ Tharad từ Thái Lan thì cũng dành sự quan tâm đến trận đấu của Việt Nam. Tờ này viết: Việt Nam đã thua Trung Quốc ở trận mở màn FIBA Days ở tháng 10 và họ sẽ gặp Uzbekistan vào ngày 13 tháng 10. Tờ báo này cũng không quên nhắc lại những chia sẻ đáng chú ý của huấn luyện viên Philippe Jouzier sau trận đấu. Campuchia chơi lớn, hiện thực hóa giấc mơ dự World Cup. Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày hôm nay 11 tháng 10 thì Liên đoàn bóng đá Campuchia đã chính thức công bố cầu thủ người Cameroon là Embaraga gia nhập đội tuyển Campuchia. Embaraga cùng với tiền vệ người Nhật Bản là Iodai sẽ là những cầu thủ nhập tịch lên đội tuyển Campuchia trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 gặp Pakistan, và hai cầu thủ này có thời gian thi đấu tại giải vô địch quốc gia của Campuchia. Embaraga sinh năm 1992 tại Cameroon, chơi bóng cho câu lạc bộ Angkor Tigers. Cầu thủ này từng rời Campuchia đến Thái Lan đầu quân cho câu lạc bộ Samut Prakan trước khi trở lại xứ sở chùa tháp vào năm 2018. Và tại đây thì anh chơi cho câu lạc bộ Saroyang từ năm 2019 cho đến năm 2021, lên ngôi vô địch ở giải quốc gia Campuchia lần đầu tiên. Embaraga hiện đang chơi cho câu lạc bộ Bali United của Indonesia. Trong khi đó thì chân sút người Nhật Bản sinh năm 1996 là Iodai đến với bóng đá Campuchia khi đầu quân cho câu lạc bộ Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia. Một năm sau thì Iodai chuyển sang khoác áo Angkor Tigers, và từ năm 2021 cho đến nay thì tiền vệ này chơi bóng cho Phnom Penh Ground. Mới đây thì trả lời phỏng vấn, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Campuchia là Phoenix Danmas cho biết là ở các quốc gia khác thì tình trạng nhập tịch cầu thủ đã diễn ra từ lâu. Campuchia bây giờ mới bắt đầu làm việc này và mong đợi nhiều hơn nữa sau sự hiện diện của Iodai và Embaraga. Ông Danmas cũng tin rằng là hai cầu thủ nói trên sẽ có tác động cả trong lẫn ngoài sân cỏ trên đội tuyển quốc gia Campuchia, nhưng chưa thể có màn thể hiện hoàn hảo ngay trong trận đầu tiên và họ cần một chút thời gian. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.